các bạn ơi. Bây giờ nước cũng đã nóng rồi đó, thì bây giờ mình cho tí xíu muối vô ha các bạn ha. Cho tí xíu muối vô. Xong rồi bắt đầu mình cho tí xíu gừng. Rồi bắt đầu mình cho cánh gà vào luôn. Mình trụng sơ qua đó các bạn, cho nó sạch sẽ, với lại nó cũng chín tí xíu, khi lát nữa mình chiên á thì sẽ cái thời gian chiên nó sẽ nhanh hơn. Đó, giờ để mình cứ thả từ từ vào ha các bạn ha. Mình thường mình để như vậy đó, rồi khi mà nó sôi lên đó thì cỡ 5 phút á là mình tắt bếp là vừa rồi đó các bạn. Rồi bắt đầu mình lấy gà ra. Bạn ơi, bây giờ cái cánh gà cũng đã được rồi các bạn, thì bây giờ mình tắt bếp, mình đem qua kia mình đổ nước ra rồi mình chán cái miếng gà này lại cho nó sạch ha các bạn ha. Hello các bạn, hôm nay mình làm món cánh gà mà rang muối á các bạn. Đây là những nguyên liệu của mình sẽ làm ra món cánh gà ha các bạn ha. Thì cái đĩa này á, thì gồm có hành rồi ớt rồi tỏi rồi tiêu, rồi đã lẽ ra có thêm cái ớt mễ jalapeno nữa cũng ngon lắm các bạn, mà nhà mình không có, hôm nay hết rồi nên mình chỉ cho có nhiêu đây thôi. Và khi mà cha nếm cánh gà với lại lát nữa mình xóc cánh gà rang muối á, thì gồm có đường nè, rồi tiêu và tí xíu bột garlic powder ha các bạn ha. Và tất nhiên là gà rang muối thì phải có muối rồi, thì mình sẽ thường mình không có, tại mình thích á, mình sẽ xài cái muối hồng này nè các bạn, nó bớt mặn hơn, mà mình thích cái loại này nên mình sẽ cho vô rang với cánh gà. Còn nếu các bạn không có cái muối hồng này á thì các bạn xài muối thường cũng được ha. Rồi đây là bột chuối, bột chiên chuối đó các bạn, thì lát nữa mình sẽ lấy mình xóc chung với cánh gà. Thì bây giờ mình đã có đầy đủ các nguyên liệu rồi, thì bây giờ mình bắt tay vào mình ướp cánh gà nha các bạn. Mình ướp cánh gà thì mình thích mình dùng cái bao Ziploc này nè các bạn, nó cũng tiện lắm, rồi cho nên mình sẽ dùng nó. Rồi mình sẽ cho một tí xíu thôi, tại lát nữa mình cũng còn xóc vô gà đó các bạn. Mình chỉ cho một tí xíu này thôi ha các bạn ha. Tí xíu muối á. Rồi mình sẽ cho tí xíu garlic powder vào, cỡ nửa muỗng cà phê garlic powder đó các bạn. Rồi mình sẽ cho một tí xíu cái bột chuối nha các bạn ha. Mình làm gà là 3 thao á, thì mình cho là 2 đến 3 muỗng, mình cho 3 muỗng đi, tại mình cũng thích có cái bột giòn giòn nhiều á, thì để mình cho luôn 3 muỗng bột và chiên chuối vào các bạn. Nhiều đó thôi. Rồi mình lại túm một tí xíu tiêu này nè các bạn, mình lấy một tí xíu thôi mình cho vào, rồi mình xóc nó lên tí xíu cho nó đều á. Rồi bắt đầu mình cho cái cánh gà, từng cái cánh gà nãy mình đã luộc qua đó các bạn, mình trần sơ qua đó, thì bây giờ mình cho cánh gà vào. Các bạn có thích nhiều bột thì các bạn cho thêm, còn nếu mà các bạn thấy mà ăn nó chỉ cần là một lớp bột mỏng ở ngoài thôi á, thì các bạn chỉ cho nhiêu như mình là được rồi các bạn ha. Mình cho tiếp tục gà vào luôn. Nè các bạn, bây giờ mình cũng đã cho gà vô hết rồi, bắt đầu mình đẩy nó lại, bắt đầu mình xóc nó các bạn.
thì tất cả các cánh gà nó đều bọc bao bọc bột hết luôn. Thì cái bột á, là tùy vào các bạn ha, các bạn có thể cho 4 muỗng thì cho nó nhiều, nó xóc nhiều bột vô cánh gà, còn nếu như ba như mình thì là vừa vặn luôn á các bạn. Còn nếu các bạn không thích nhiều thì lại bớt đi, cái bột thì là chỉ là theo cái gia giảm của mỗi gia đình thích thôi. Rồi giờ là cánh gà cũng xong rồi nè các bạn, nó đã bám hết vô rồi. Thì bây giờ mình để cái này cho nó nằm một bên cho nó ngấm. Rồi bên đây thì mình sẽ làm sẵn tất cả các thứ để lát nữa mình chiên xong mình đem vô mình đảo các bạn. Thì đây là cái đường với lại tiêu, thì mình để mình lấy cái đo lường nha. Thì cái muối này nó cũng không có mặn như muối thường, nếu các bạn làm muối thường các bạn phải gia giảm bớt giùm mình nha. Cái này mình dùng muối này thì mình cho một tí xíu này thôi nè các bạn. Rồi mình lại cho cái bột tỏi này vào. Bột tỏi thì mình thích lắm cho nên mình cho nhiều bột tỏi lắm các bạn. Một muỗng rưỡi luôn á các bạn. Rồi bây giờ mình cứ trộn đều nó lên như vậy. Tại ăn cái này á, thì mình ăn cái vị của mình thì mình thích theo kiểu gia vị mình là nó mặn mặn ngọt ngọt á. Cho nên mình chỉ cho như đây nè, lát nữa mình sẽ xóc vô cánh gà. Rồi giờ là xong rồi, bây giờ mình qua bên ra ngoài vườn mình chiên gà các bạn nha. Các bạn ơi, trước khi mình đi chiên á, mình nhớ ra mình nói các bạn muốn thử coi là nó có vừa vặn theo ý mình không á. Các bạn lấy một tí này nè, cái châu trong khi các bạn nên trộn đều xong các bạn nếm mà cảm thấy nó vừa vặn là có nghĩa là lát nó đổ vô gà là vừa, không có bị mặn. Còn nếu các bạn thấy thiếu mặn hoặc là thiếu ngọt theo tùy khẩu vị gia đình thì các bạn cho thêm một tí rồi lại nếm như vậy ha các bạn ha. Các bạn ơi, mình cũng đã bỏ gà vào trong đây rồi nè. Rồi giờ mình cứ chiên nó từ từ như vậy thôi. Các bạn ơi, trong khi mình đang chiên gà ở ngoài á, thì mình làm tí xíu dầu giấm các bạn ha, cho cái rau để lát mình ăn đỡ ngán á. Thì đây là cái rau cái này gọi là rau gì mình tự nhiên quên rồi, cái này watercress á các bạn. Rau gì mình quên rồi. Ok rồi, mình cho một tí xíu đường ha các bạn ha. Rồi mình cho một tí xíu tiêu. Rồi sau đó mình cho một tí xíu ớt vô cho nó cay cay á các bạn. Rồi mình cho một tí xíu dầu ha các bạn ha. Rồi mình cho một tí xíu giấm vào. Rồi mình cho cà chua nãy quên á các bạn, mình giờ mình cho vào luôn ha các bạn ha. Rồi bắt đầu á, mình chỉ cần mình trộn nó lên vậy thôi là cái dầu giấm của mình. Cái này, cái rau này ông xã mình cũng mới nhắc mình á, là cái rau này là rau xà lách son các bạn. Dạ nãy giờ làm mà cứ tự nhiên đang làm tự nhiên quên mất cái tên của nó, cái rau xà lách son. Rồi đó, thì bây giờ mình trộn nó lên là như vậy thôi, chỉ cần trộn cho nó chua chua ngọt ngọt tí vậy thôi các bạn, chứ không cần phải trộn nhiều đâu. Rồi bắt đầu lát nó mình bày ra đĩa thôi. Giờ là xong cái món rau xà lách của mình rồi, để mình ra mình check cái gà của mình coi được chưa ha các bạn ha. Bạn ơi, mình chiên nãy giờ cũng đã xong được một đợt rồi đấy, cái này là đợt thứ hai nè các bạn. Giờ là xong hết rồi, bây giờ bắt đầu mình đem vào nhà mình xóc cánh gà với lại muối nha các bạn nha. Bạn ơi, cái chảo dầu của mình giờ nó cũng đã nóng rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình cho tỏi, cho các thứ vào luôn các bạn. Mình chỉ đảo sơ qua cho nó thơm như vậy thôi, tại vì mình muốn ăn cái hành nó các thứ cho nó giòn lắm các bạn. Rồi bắt đầu bây giờ mình bỏ luôn nguyên cái gà của mình chiên á.
mẻ mình cho vào. Sau đó rồi mình cho cái muối tiêu, thì bây giờ mình cứ cho nó từ từ ha các bạn ha, rắc vậy cho nó đều. Rồi mình nếm lại, nếu mà cần thêm thì mình cho thêm. Thơm lắm các bạn ơi, ngan đảo thơm, rồi hành, rồi các thứ quện đảo nhau thơm ngon lắm. Đó, vậy là xong rồi đó các bạn, để mình nếm thử một tí cho vừa lắm rồi các bạn. Thì nếu mà thích thì để mình cho thêm một tí xíu nữa thôi. Cái này mình cứ pha dư còn hơn thiếu á. Cái này nấu mình lấy mình làm món khác cũng được, thì mình cứ làm như vậy là ngon rồi đó các bạn. Rồi mình tắt bếp đi các bạn nha. Rồi bây giờ mình chỉ việc mình xếp ra đĩa thôi các bạn. Bạn nhìn thấy cánh gà nè, dính cái muối tiêu của mình á, ngon các bạn. Các bạn ơi, đây là thành phẩm món cánh gà rang muối của mình nè các bạn. Nãy giờ các bạn thấy mình làm cũng nhanh ha các bạn ha. Nên các bạn có thích thì các bạn làm thử theo kiểu của mình nha các bạn. Và đây là cái muối tiêu hồi nãy mình làm mà còn dư á, thì ông xã mình thích lát nữa vắt miếng chanh vô đây nè các bạn. Để vừa ăn vừa chấm cũng ngon lắm các bạn ơi. Mình mời các bạn dùng tí xíu cánh gà với vợ chồng mình.